ta đại loạn sao, không có bản sắc hết, mất tính người, mất cái tôi đi, mất cái nhân bản này, tất cả ta đặt vào tiền hết, sai hoàn toàn. Tôi rất định hướng đấy, làm cái gì, tại sao làm, hướng nào đấy, đơn giản là cái bài tập em, bài tập chùm chùm bà kệ được, bà kệ ở sau, thì sau cũng được, sau cũng được, sau sau tí nữa phải định hướng đó, mình làm cái gì, hướng nào. Khi người Việt Nam vậy ạ, ngay FPT cũng loạn luôn rồi bây giờ, một tỷ hướng biến viết, không có Microsoft Land, không có Microsoft Security, FPT Microsoft, FPT Bank, FPT Security, FPT Land, em phải định rất chuẩn đấy, đa hướng là chết ngay. Tí mình làm bài tập đây, đây đây cái đường này đấy, thí dụ tôi làm bài tập lên bình thường đấy, đấy anh cầm hộ cái, anh cầm một giây đấy, chị cầm hộ một giây đấy, anh Khuất cầm hộ giây, anh Khuất đấy, thế thì không đi đâu cả, công ty không đi đâu cả đấy. Ta tham quá, các cụ nói vậy, nhất nghệ tính nhất thần linh, muốn đi được đúng hướng mà kéo đi, một nghề cho chín hơn 90 nghề. Đấy, anh Thụ có được kinh doanh không, anh Thụ? Anh Thụ có lèn lắm, có security không? Không. Một loại nhạc còn chết, đừng nói loại nhạc thứ hai nữa. Ca vọng cổ thì đừng có nhảy sang chèo, chèo đừng có nhảy sang nhạc mới. Thế mà ta những cái nhạc kinh doanh này, điểm đặt nhất là tiền, định hướng thì lung tung, đã đúng rồi thì đặt lung tung, nguy hiểm vô cùng. Nếu như Viettel chỉ làm công nghệ thì đất nước mình đi xa lắm. Nếu FPT chỉ làm công nghệ thì anh Bình không lẻ đẹp bây giờ. Anh Bình là 10 năm nay là đẹp, bây giờ không ai đụng anh Bình. Trên thị trường chứng khoán không ai đụng anh Bình nữa. Anh Bình chẳng qua là lịch sử rồi, hết. Ngày xưa anh Bình là giàu nhất Việt Nam, nhưng bây giờ anh Bình đã lịch sử rồi, anh đi đầu tư lung tung. Và hết máu lửa rồi, hết máu lửa rồi. Thì đấy, để thế là đấy, điểm đặt là quan trọng, đặt vào đâu? Phải lựa chọn. Nếu có thể cho đăng ký các bạn là đặt mình vào đâu? Đặt mình vào đâu? Đấy, lựa chọn là quan trọng. Và thái độ là gì ạ? Sự lựa chọn hết. Lựa chọn. Một ví dụ nhỏ để hiểu thái độ cho vui thôi. Thắng chuyển để các bạn bảo hiểu thế nào thái độ thôi. Ít người dạy về thái độ lắm. Thái độ nó trùng trùng, tốt hay xấu thôi. Nói nhà anh không có tốt không có xấu. Thái độ là sự lựa chọn hết. Và một thói quen. Tôi chọn các anh hết, khác nhau là khác nhau. Còn lâu nay khác tôi là sai. Đấy, nguy hiểm nhất là khác tôi là khác tôi. Mà thấy là nhân bản. Nhân bản là đi đúng bản chất của mình. Authentic, authenticity đấy. Là chân như đích thực. Ông Thụ phải là ông Thụ, ông Việt là phải ông Liên. Ông Bất Khuất phải ông Bất Khuất. Ông ấy, bác sĩ là bác tên là gì ạ? Anh Vũ ạ, là anh Vũ. Anh đó là anh Tuấn. Mỗi người chúng ta phải khác nhau. Thì đấy mới là bản nhân bản. Chân thiện mỹ thì chân như đích thực, chân như mà chúng ta có tiền về Đồ Sơn hết. Mỗi tổng công ty Đồ Sơn là tốt nhất. Đấy, nguy hiểm vô cùng luôn. Đó bài tập nhỏ này các bạn cho vui thôi, làm rồi vẫn làm. Có một đội trắng một đội đen. Thì việc của ta là trắng truyền. Anh Bình nhé, anh Bình là vụ UNESCO của Bộ Ngoại giao đấy, của mình vợ chồng cũng đến đấy. Đấy, là cái này mà là sau làm UNESCO là được lắm. Thì xem đội trắng truyền được bao nhiêu, truyền là dạng người khác bắt được gọi một truyền, dập xuống truyền là truyền, cả nhà đếm nhé, trắng truyền đếm thầm xem ai đếm đúng nhá, đúng là được một cốc cà phê, sai thì để cho một cốc cà phê. Rồi cùng đếm ạ, trắng truyền bắt đầu, trắng truyền, 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 trắng truyền. Rồi bao nhiêu ạ? 12, 13, 14, 15, 16 rồi, vân 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 vân, tí ta quay lại. Nhưng mà bây giờ hỏi là trong lúc hai đội thì truyền có gì xảy ra? Vâng, ai không thấy con tinh tinh ạ? Có một con tinh tinh chạy qua, ai không thấy con tinh tinh chạy qua? Ta xem ạ. Này, to không ạ? To không ạ? Thế mà chúng ta không thấy, rất nhiều người không thấy. Một tràng vỗ tay những người không thấy. Còn những người thấy là gì ạ? Đầu óc linh tinh, quan sát lung tung. Đấy, tại sao con tinh tinh to ta không thấy? Đấy, nhưng chưa kinh, đội đen chuyển được bao nhiêu ạ? Anh Vũ Bình, đấy, nhà ngoại giao. Không, đấy, đấy. Đấy, thì tại sao lại có khách quan ạ? Có khách quan đâu anh? Cứ bảo khách quan. Vì tại sao tôi chọn đội đen, à đội trắng chuyên, cho tất cả xem trắng chuyên. Không ai thấy đen, còn tinh tinh, không ai biết đen bao nhiêu cả.
và lâu nay chúng ta bảo khách quan đấy, rất là khách quan thì đội đen chuyển bao nhiêu con gì đi qua làm gì khách quan. Tóm lại thái độ sự lựa chọn một thói quen hết. Bạn chọn trắng thì bạn được trắng, bạn đặt đen thì bạn được đen, điều đó phụ thuộc vào bạn và chỉ bạn mà thôi. Hết. Trong đầu ta có búa thì nhìn đâu cũng thấy đinh đấy. Ví dụ ví dụ là anh bắn cái đấy nhìn đâu cũng thấy đinh cả đấy. Trong đầu có búa thì nhìn đâu thấy. Tại sao người Việt Nam không ai làm gì được người Việt Nam cả, đúng không chị biết? Thái độ người Việt Nam là nhìn vào cái xấu trước mà sâu ạ. Thái độ người Việt Nam tìm cái xấu trước. Lính của tôi đều cũng thế, thầy ấy sai rồi. Ôi con ơi, thầy mà sai thì con có gì mới đâu con. Thầy không sai là lạ, vì thầy cay nhiều hơn con. Đấy, vì ta nhìn vào an toàn, mà đã an toàn thì phải thấy cái sai. Tôi đố thằng Mỹ, thằng Tàu mà chiếm được người Việt Nam. Vì kiểu nào vẫn tìm được cái hở mình đánh. Vì dân mình rất giỏi lại về sinh tồn, mà sinh tồn phải tìm cái hở. Bác đến nghe bác là nó chửi ngay. Lấy em nó chửi ngay. Em thấy ông giỏi lắm làm mà 5 sao khách sạn về đến chỗ em một ngày hàng ngày chứ chửi em ơi. Thầy Việt sửa toilet, thầy Việt không thể chấp nhận toilet như thế được, thầy Việt thay sàn không thể chấp nhận sàn như thế được. Mày cho học đi dạy mà cái đi học sàn với toilet, nhưng mà ông ấy làm khách sạn thì ông chỉ lo sàn với toilet và ông bảo không thể chấp nhận công ty như thế được. Ông không biết em có bao nhiêu cuốn sách, không biết em có bao nhiêu trang chiếu. Em 7.000 trang chiếu, anh tưởng trang chiếu thì em 7.000 trang chiếu, không có ai nhiều trang chiếu bằng em đâu, mà cô em làm tay toàn tay hết đấy, không thấy em giỏi cái gì cả, nói xem ngu cái gì. Em chỗ khác nó còn nặng hơn đấy. Ngu nhất là sai, nhất là sai thấy người khác sai, ngu nhất là chỉ thấy người khác ngu thôi. Nó bắn cái cho thầy xem đấy, trong đầu búa thấy cái đinh đấy. Em tăng chiếu hay lắm đấy, thì vấn đề không ai đúng ai sai cả. Đây có mấy chị em hỏi nhá, các chị thấy chồng mình nhắn tin người yêu ở một con nó có chịu không? Điên ngay, thấy nó khóa một con chịu không? Điên ngay. Thấy nó lôi một con về nhà ngủ đâu thì nó chết em chết thì không cả nhà cùng chết, đốt xăng chết luôn, đúng ạ. Nhưng đạo hồi không lấy vợ cho tao, tao đưa chìa khóa cho đứa thứ hai, không lấy vợ nữa tao đưa chìa khóa đứa thứ ba, không lấy vợ tao đứa thứ tư. Chỉ là một khái niệm và thói quen, chẳng có gì đúng sai trên đời này cả, nó chỉ có đúng sai đúng sự thói quen đấy. Đấy, chỗ nào thấy đinh nó đâu có búa thì chỗ nhìn thấy đinh cả phải đập phá đã đấy, rất do ta hết chứ không phải do đấy anh ạ. Đấy, Ấn Độ không thịt bò, Mã Lai thịt heo, Châu thịt cày, Việt Nam ăn dày ăn đất ở cái đất xung quanh. Có gì đúng không? Ở chó. Có đúng không? Không. Có sai không? Không. Tất cả chỉ là thói quen. Đấy. Tóm lại, thái độ lựa chọn và thói quen. Đấy. Bạn chọn với nào mà được của nó, điều đó phụ thuộc vào bạn và chỉ bạn mà thôi. Chứ không có gì ghê gớm trong cái này cả. Hết. Rồi, khoái khẩu là thịt bò bồ câu. Đấy, cụ ốm đấy. Ra mua một câu mới ra ràng nhá, đập đi cho được cháo chứ mày với thằng khuất là hay là cắt tiếp rồi mới đập, còn cái xác ăn cái gì. Bồ câu mới ra ràng vặn cổ đi cho được cháo cho cụ húp nước, còn xác cho chúng mày ăn. Còn hai thằng mày á chỉ được cái là bồ câu cắt tiết uống hết, còn cho nồi cháo còn cái gì không, có tí huyết thì chúng mày ăn hết đấy. Nhưng mà châu Âu một nơi thấy bồ câu non chúng vặn cổ đi cho được cháo, ui giời ơi không được chơi với Việt Nam được. Mới thì chó nó khó chơi rồi, còn bồ câu non được vặn đi thế đấy. Đấy, như thế thái độ này ạ. Và phần đó là gì ạ? Vạn pháp duy tâm tạo. Cảnh tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Tất cả là tâm hết, mình là cái duy vật. Thật sự duy vật đó. Không vật mình cứ hay vật. Đấy. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Vật thì nó có vui buồn đâu. Nhưng mà tại sao là cảnh buồn ạ? Đấy, tại sao bác Thụ lại làm thơ nó nhí nhảnh ạ? Chẳng qua là thấy cô Linh tóc ngắn là bác làm thơ làm cái bài hát thế thôi, tóc ngắn thôi. Thế nhí nhảnh đi sao bác làm thôi, chứ có phải cảm xúc mà làm thôi. Đấy, đấy người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì mình thấy là, ồ, thái độ vector. Và quay lại cái vòng vector, cái vòng từ lâu nay học cái gì ạ? Trong ngoài đấy, cái gì đấy? Lâu nay thì thái độ dính cái gì? Cái vòng tròn em. Ta đi từ ngoài vào, đấy. Xong mới đi đến kỹ năng. Đấy, và xong cái định ký thay đổi, không thể đi như thế này được. From in, outside in là từ ngoài vào, thì mỗi con người phải đi từ trong ra, đi từ chính mình. Begin from myself, và đi từ chính mình. Phải tại sao đấy, à ta đến đây làm gì? Đến đơn giản đi, tại sao hôm nay ở đây không đến đây? Cứ em đó không đến nói chuyện với bác đấy. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đấy.